Tớ đang đi tìm. Ai là triệu phú? Chúng ta đã đến được một cái chỗ nhà ma theo trên mạng chỉ, nhưng mà rất tiếc là người ta đã xây lại rồi. Đấy, thấy không? Phía sau là ai nhỉ? Editor của chúng ta. Các bạn, nếu các bạn search Google Maps, các bạn sẽ thấy đây là một nhà ma. Đứng tốc công nhận luôn, tốc đầu trên Google Maps. Chúng ta sẽ tiến lại cái nhà ma này xem là nó thực sự nhà mà hình như người ta đang xây lại. Cái nhà ma này được đồn thổi là suốt ngày nhìn thấy bóng ma trắng. Vừa mới nghe nói là đây chính là nơi quay Quả Tim Máu. Quả Tim Máu là cái phim Nhã Xuân là đóng vai người hầu. Quả Tim. Cái mà giết. Đây có thể coi là lần đầu tôi đến là làm, dù tôi đã đến lần thứ hai nhưng mà lần đầu được đi ngắm cảnh như thế này. Chúng ta bắt đầu câu chuyện nhá. Quả Tim Máu là cái phim mà giết để được thừa kế, mà có cảnh bàn thờ một kinh kinh ấy. Biết rồi, biết con Quy Bần đóng. Đúng, đúng, xong rồi có cảnh cuối cùng là đâm là chết giữa đường ý. Mình sợ ma nên mình không có xem phim ma. Thế thật là 12 giờ trưa cũng là giờ ma đến rồi. Bao giờ bây giờ chưa đến 12 giờ đâu. Thế mình phải nói thế cho tăng 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 phần tính. Có cái mùi nhang á. Ôi, có cả tượng Phật kìa. Chúng ta hãy cùng đi lên một con đường. Kìa Tư, không, yeah, đi đi. Thôi rồi, thế tao đi. Nhưng mà hai bay đi, tao đứng thấy cũng đâu được. Ê, hay cho ta chụp ảnh đây thôi. Ê, tao chụp ảnh đây. Chụp cho thấy cái gì đâm sâu nhé. Không phải sợ. Thôi. Thôi, tao nghĩ tao không nên chạm cái gì cả, tao. Tao nghĩ mình tới đây được chưa mấy đứa? Chúng ta hãy đi tìm một cái nhà ma khác, ma hơn đi. Thật ra nếu mà đến đây buổi tối kinh phết ấy. Không biết mở đâu. Cái tiếng rồi cái kiểu hơi lạnh 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 ấy. Rồi kiểu dốc dốc của bên này một thăm thẳm ấy nhỉ. Kiểu sợ vãi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái nhà nguyện bỏ hoang. Đi, let's go. Mày ơi. Ủa, mày không vào đây hả? Đây là cô gái đã thí nghiệm đầu tiên của việc trèo trong nhà nguyện bỏ hoang. Đợi tí ta sẽ vào với mày. Bạn thân, đợi tí. Bạn thân ơi, ta hãy luôn luôn khắc ghi những giây phút. Hôm nay sẽ đổi cho các bạn những câu chuyện kỳ bí ở Đà Lạt. Mày, Đà Lạt có mặt ở cái nhà. Ta thấy đây là một cái nhà nguyện bỏ hoang sau sự thất bại của cái nhà hoang ở Brand. Đèo Brand. Ờ, đèo Brand. Mình đã quyết định đi ra đây. Ôi, sao thấy lông chân tôi cứ nổi lên. Thật sự không sợ ma đâu, đó chỉ sợ chứ bao giờ đuổi. Và ta đây sợ là một black đẹp ra như thế nào. Công cuộc đi vào đây nó rất khó khăn các bạn. Đúng ạ. Các bạn nhớ xem cái phần phía sau của video nhá, mình sẽ thấy cảnh Thư Lộ Hà. Ê, xuống nó rợn rợn sao quá. Nè nè nè, em nhìn vô mấy chỗ này, nhìn vô lắm luôn. Em nhớ tao này. Em nhớ đi vào với tao đi. Ủa, mình đứng ngoài thôi. Mình đi chậm. Run. Tới đây là không thể nào không sống ảo được. Trời ơi, cái chỗ này đẹp lắm luôn. Bây giờ mình đi nó hơi nắng á, cho nên nó bị cháy. Xong đi nhà ma. Ủa, tại sao lại chạy? Ủa, tại sao lại chạy? Tại sao lại chạy? Tự nhiên mà chạy vậy? Ủa, người ta đâu có nói gì đâu mẹ. Thôi, cái bà xà quá. Trời ơi, làm chạy như một lũ điên. Cuối cùng chả có gì hết. Cuối cùng chả có gì hết. Cuối cùng chả có gì hết. Thật sự phải nói là đây là một vết đất sống ảo luôn đấy. Thật sự cuối cùng ở đây bây giờ mình không sợ ma mà là chủ đường. Ừ, ta bị đuổi thôi. Chụp mẹ thật không là mày chụp tao mà chạy đó làm gì. Ít ra là tao còn đứng ngoài cổng, chúng mày không đi vào luôn, chúng mày bỏ bê luôn.
mà thật sự thì một phần là không dám đi vô là tại vì trong đây thì còn người ở, nếu mà vô nữa là sợ là bị bắt lên phường rồi, tại vì xâm nhập cư bất hợp pháp. Thì bọn mình phải trèo cùng vào đây. Và tóm lại là tụi mình cảm thấy là ở đây không phải là nhà ma gì hết, mà đây là một cái sống ảo rất là quý. Đây là nhà nguyện bỏ hoang và cái tên chính xác thì mình không nhớ. Bỏ hoang là chỉ vì là người ta không sử dụng để nguyện nữa thôi, nhưng mà người ta vẫn ở bình thường, không có vấn đề. Có bán bắp ở nè. Đúng rồi. Và thật ra thì nếu mà các bạn nào có đến đây nhá, thì có thể để xe máy ở ngoài cổng và trèo cùng vào như bọn mình. Trời ơi, xui dại các bạn. Ôi, bây giờ đang vào đây lấy sạp dèo ra đây. Vào đây để chụp những bức ảnh sống ảo tuyệt vời ông mặt trời bằng những chiếc điện thoại của cô tại Sephoness. Rồi rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đến những địa điểm tiếp theo. Các bạn hãy đón chờ những video phía sau. Đi mà đúng không? Channel nha. Đi mà đúng không? Mày ơi. Ôi nói chung đi lẹ đi mũi chết. Mũi đó, cùng đi lúc lại đi. Rồi thấy video hay đừng quên like, share, subscribe channel. Rồi bye. Đây là con bánh bèo vô dụng mãi vẫn chưa trèo vào được.